Xin chào các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và Đánh Giá. Trên tay của mình là Redmi K60. Và như tiêu đề của video, mình sẽ có bài test hiệu năng trên sản phẩm này với cái phiên bản ROM Robo nha, HyperOS 1.0.2.0. Trước khi đi vào một sản phẩm cụ thể, các bạn nhớ để mua sản phẩm điện thoại này, phụ kiện này, rồi là sạc dự phòng các thứ ấy, thì nhớ sang bên Shopee, Săn Sale và Đánh Giá Store các bạn nha. Và các bạn nhớ follow cả Facebook của mình để cập nhật thông tin về công nghệ mới nhất nha. Trước tiên các bạn có thể xem lại một chút về thông tin của máy này. Phiên bản ROM mình có đây là ROM 12GB, bộ nhớ trong là 512 các bạn ạ. Thoải mái lưu trữ luôn. Và hiện tại với sản phẩm này thì mình vừa có cài cái phiên bản HyperOS thôi. Này, giao diện cơ thể còn nguyên nhá. Khi các bạn cài xong có sẵn set play, rồi là Zalo, YouTube các thứ đấy. Và trong video ngày hôm nay mình chỉ test tựa game Genshin thôi. Bởi vì con chip trang bị trên Redmi K60 là Snap 8 Plus Gen 1, một chip cũng rất là mạnh rồi. Để xem là với Genshin khi mà mình chơi lâu ấy, thì trải nghiệm thực tế nó sẽ như thế nào và liệu nó có bị lock FPS hay là không nha. Do xem mình chưa xóa đâu các bạn ạ. Rồi, quay lại Genshin. Mình sẽ setting một vài cái đồ họa của nó. Đầu tiên mình sẽ bật lên nha, ok chưa? Cái thứ hai là về setting đồ họa, mình sẽ để mức đồ họa là max setting trước. Nếu mà không ổn ý, thì mình sẽ hạ cái mức đồ họa xuống và xóa roi xe. Hiện tại còn 82% pin, mình cứ chơi tầm khoảng 10 phút nhé, 15 phút cho máy nóng lên đã. Đây, mình chơi được khoảng 15 phút này. Gần 15 phút thì nhiệt độ mặt trước khoảng 40,3 độ C thôi các bạn. Mặt sau tầm khoảng 40,8-41 độ C. 15 phút đầu mình chơi ý, FPS cực ngon em ạ. Không có một vấn đề nào gọi là giật lag cả, kể cả khi các bạn có chuyển cảnh mà rất mượt mà luôn. Đấy, nó số 45 kìa, 50, tức là sẽ có vẻ không ổn định lắm. 52. Tên này mình xóa roi xe rồi, để mình chơi một lúc nữa xem thế nào nhé. Hiện tại CPU theo như Protoggy là khoảng 74 độ, GPU là 67 thôi các bạn. Cái vụ chuyển cảnh ngon này các bạn. Ơ, tưởng hồi máu rồi. Đứng đợi máy không thấy nhở. Rồi, ok. Ok nha các bạn, ngon lành, ngon lành. Tuy nhiên FPS thì nó đã xuống khoảng mức là 43. Tức là FPS nó lên xuống khá là thất thường. Nhiệt độ sau khi mà đỡ xóa roi xe đã giảm xuống khoảng đâu đó là 37,5 độ C mặt trước các bạn. Mặt sau khoảng gần 36. Các bạn có thể thấy biểu đồ khi mà mình có xóa roi xe ấy, nó ngon hơn rất là nhiều các bạn ạ. Khi mà trước khi xóa roi xe thì các bạn thấy là FPS nhá, nó sẽ không thể nào ổn định ở mức tầm khoảng 59, 58, 60 được, mà nó sẽ gập ghềnh khá là nhiều. Đến khi mà mình có xóa roi xe đi các bạn thấy này, FPS nó đã ổn định và ngon hơn rất là nhiều các bạn ạ. Rồi mình sẽ dừng lại nhá, được khoảng đâu đấy là 30 phút chơi này. Hiện tại còn 64% pin. Nhiệt độ mặt trước khoảng 43 độ C. Nhiệt độ mặt sau lên đến khoảng 42,8 các bạn ạ. Đây là biểu đồ FPS khi mà mình chưa xóa roi xe các bạn này. Sau khi mà mình chơi tầm khoảng 15 phút nhá và bắt đầu đo FPS ấy, em thấy này, FPS nó rất là gập ghềnh. FPS trung bình nó chỉ là 51,2 thôi. Và đây là biểu đồ FPS khi mà mình có xóa roi xe chơi Genshin Max Setting trong Redmi K60 này. Ok không anh em? Rất ngon nha. FPS trung bình 58,1. Vừa rồi mình có test hiệu năng ở trên Redmi K60 với tựa game Genshin up lên HyperOS rồi. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về cái trải nghiệm chơi game như thế này? Đừng quên để lại comment bên dưới nhá. Nhìn chung là khi mà các bạn chưa xóa roi xe thì thực ra chơi game nó sẽ không phải là quá ngon. Cho đến khi các bạn xóa roi xe xong, chơi game khá là ngon nha. Và các bạn nhớ tham khảo mức giá Redmi K60 rẻ nhất, mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.